Chào các bạn, tôi đang ở cánh đồng điện gió này. Đây, tôi đang có mặt ở đây bản không cho sử dụng flycam. Máy bay không cho sử dụng máy bay. Ồ, quá đẹp. Lâu rồi mới trở lại đây. Cảnh tượng rất là đẹp. Được. Quá đẹp luôn các bạn. Nắng trời nó mới trong. Lộc đi trước đây cho quay Lộc nè. Quay Lộc đang đi đây. Đây có cái trụ khổng lồ. Ai ta chưa cho quay, không quay nổi. Tại người ta chưa cho quay. Tuyệt vời không mặt trời. Cái chừng bay cái nón luôn nghe lắm. Đang chụp hình. Tuyệt vời. Ở ngoài này thôi các bạn ơi, còn xa lắm, nãy giờ mới đi hai cho con tôi mới đi được có một đoạn không à. Ừ, được đoạn có một khúc à. Chưa tới ngoài cái trụ ngoài đó nè. Sóng đánh rất mạnh luôn các bạn thấy không? Sóng đi nãy giờ chưa tới cái trụ nè. Mới ra được tới cái trụ nè, các bạn coi cái trụ cao nè. Wow. Nhìn lên đây chốc mặt. Rồi. Đông. Bây giờ mình sẽ đi về các bạn ơi. Mấy chỗ kia bữa nay người ta gào lại chứ không cho đi qua, chỉ đi được tới chỗ này. Này quá trời. Giờ hai cho con tôi sẽ đi về và ghé chùa Sim Cán nha các bạn. Ghé chùa Sim Cán nè. Để giới thiệu cho các bạn biết nữa nha. Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn mà hãy một lần đến với ghé chỗ Bạc Liêu chơi đi để biết nhà máy điện gió nó đẹp cỡ nào nha các bạn. Đây xin chào. Chào tạm biệt nhà máy điện gió nha. Hẹn gặp lại nha.
Đi ra đường ra các bạn. Đây nhà giữ xe bên đó nè các bạn. Nhà giữ để xe bên phía bên đó. Máy điện gió bên phía bên đây. Giờ tôi ra lấy xe đang đi về thôi.